Em Hiếu kính chào quý anh chị em nha. Em giới thiệu cho quý anh chị em mấy chiếc xe tải lớn của em còn lại đây nè. Giá cũng rất tốt so với trên thị trường nha quý anh chị. Rồi đầu tiên em giới thiệu một cái cặp giác tải lớn này ha. Đây là xe giác 9 tấn rưỡi đời 2016 nha quý anh chị. 9 tấn rưỡi đời 2016. Thùng dài là 7 mét nha quý anh chị. Thùng dài 7 mét, tải trọng em nó là còn hạ tải là còn 9 tấn mốt 50, thùng kèo bạc, có máy lạnh đồ đầy đủ. Xe này vỏ lốp sắc là cực kỳ đẹp. Đặc biệt em này là đăng kiểm là tới tháng 3 năm 2022 nha quý anh chị. Tới tháng 3 năm 2022. Dàn vỏ em nó này quý anh chị. Xe rất đẹp luôn. Cặp vỏ đầu là mới nha. Rồi sắc là cực kỳ đẹp nha. Chẳng qua là dơ thôi, em chưa rửa thôi. Chứ xe đẹp lắm. Tại xe lớn cũng không biết chỗ rửa chỗ nào đây nè. Rồi lốp sau đây. Lốp sau đây nè quý anh chị. Nó đều như vậy luôn nha. Rồi xe này đời 2016, tải trọng là 9 tấn 9 tấn rưỡi, hạ tải còn 9 tấn mốt 50. Xe này em bán cho quý anh chị 330 triệu nha. Đời 2016 nha, 9 tấn rưỡi dắt. Em bán cho quý anh chị là 330 triệu nè. Rồi tiếp đây là một em cũng em dắt luôn ha. Một cặp song sinh. Này bên này là thằng anh, còn đây là đứa em. Em này thì sinh 2015 nha. Năm sản xuất là 2015. Riêng xe này thì tải trọng của em nó là 7 tấn rưỡi, hạ tải còn 7 tấn 2 50 nha quý anh chị. Và xe này là thùng dài 5,8 lọt lòng 5,8 nha. Xe này là đời 2015. Thùng dài lọt lòng 5,8, tải trọng em nó là 7 tấn rưỡi, hạ tải còn 7 tấn 25. Thì xe này em bán cho quý anh chị 260 triệu ha. Xe này thì đăng kiểm tới tháng 12 năm 2022. Tới tháng 10 năm 2022. Xe này em bán cho quý anh chị 260 triệu thôi ha. Nha. Rồi, như cản rồi trầy trụ thì em sẽ làm lại. Mấy cái này không đáng bao nhiêu tiền, em sẽ làm ha. Rồi tiếp tục là em phổ tông thùng kín này nè. Giá rẻ bất ngờ 3 tấn rưỡi nha. Đầu cabin là cực kỳ đẹp ha. Thùng bọng là rất ok ha. Đều đẹp hết nha quý anh chị. Nha, thùng bọng là đều đẹp hết ha. Rồi, phô tông 3 tấn rưỡi đời 2009. Xe này là em bán buôn bao tranh chấp cho nên có cái giá nó cực kỳ rẻ luôn. Xe này thì gọi là cực kỳ rẻ là đúng luôn đấy. Đời 2009 em bán cho quý anh chị 85 triệu thôi nha. 85 triệu. Và đặc biệt em này á, cái đăng kiểm của em nó cũng còn rất dài ha. Tới tháng 1 năm 2023 nha quý anh chị. Nha. Đầu cabin em này nó rất đẹp, máy móc ok, cầu đít số ok. Vỏ lốp đều ha. Sắc ok. Rồi em bán cho quý anh chị 85 triệu thôi ha. Và phô tông đời 2009 3 tấn rưỡi nha, thùng kín ha. Còn tiếp đây là phô tông cũng 3 tấn rưỡi luôn nhưng mà thùng mui bạc. Thùng dài xe em nó là được đặc biệt một cái là thùng dài 6 mét 2 nha. Và chiều dài lọt lòng thùng của em nó là 6 mét. Lọt lòng thùng hàng 6 mét nha. Tải trọng em nó hạ tải còn 2 tấn 8. Xe đời 2009 em bán cho quý anh chị 142 triệu thôi nha. Em bán cho quý anh chị 142 triệu, thùng kèo bạc 23 tấn rưỡi đời 2009. Xe này em mua ngay chủ ủy quyền qua em rồi. Anh chị em nào có nhu cầu thì có gì liên hệ với em luôn ha. Rồi cần rút hồ sơ hay là sang tên gì ok đều được hết nha. Còn riêng em này cũng phô tông luôn nè quý anh chị ơi. Riêng em này phô tông thì 3 tấn á 1 tấn rưỡi, hạ tải còn 1 tấn 35. Thùng dài 3,6 m nha. Xe này đời 2008 em bán cho quý anh chị là 80 triệu thôi ha. Đời 2008 em bán cho quý anh chị 80 triệu thôi. Nha. Xe này nhìn tổng thành xe là rất ok ha.
Rồi quý anh chị nào mà có nhu cầu bất kỳ chiếc xe nào ở bên em, xin gọi cho em cái số hotline 0977 317 268 nha. Rồi em sẽ có clip chi tiết từng chiếc một, hoặc là có hình ảnh chi tiết từng chiếc một cho quý anh chị nha. Rồi kính chúc quý anh chị thật là nhiều niềm vui, rồi thật là nhiều hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi em cảm ơn quý anh chị đã xem kênh của em xin chào.